Liều ăn nhiều, Bộ Chính trị tự quyết đặc khu Vân Đồn mà khỏi cần thông qua Quốc hội. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2019, tàu bay mang mã hiệu số B373-800 xuất phát từ Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, chính thức khai mở sân bay quốc tế Vân Đồn. Nếu ai về Vân Đồn thì sẽ biết luật đặc khu chỉ là trên bàn giấy để hợp thức hóa. Thực chất Vân Đồn vẫn xây dựng ồ ạt đến chóng mặt. Nếu chúng ta mở bản đồ vệ tinh trên Google Maps, sẽ thấy Vân Đồn đang chuẩn bị cho những đại án, đa số là nhà đầu tư nào mà không cần nêu tên ra, hỏi ai cũng biết, hầu hết là các nhà đầu tư Trung Quốc. Ồ ạt xây dựng cơ sở hạ tầng. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 họp kỳ thứ 6 với nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Quảng Ninh cho phát triển Vân Đồn vào các ngành nghề ưu tiên như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, dịch vụ du lịch, dịch vụ hậu cần, đó là khi dự luật khu chưa được thông qua. Sau khi dự luật khu bị bác thì chủ trương phát triển đó vẫn không thay đổi. Vì luật đặc khu nên Quốc hội Việt Nam cho ra bản thảo vào tháng 5 năm 2018. Tuyến cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng qua thành phố Hạ Long và đến Vân Đồn đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành kết nối cao tốc từ Vân Đồn đến thành phố Móng Cái và đưa vào sử dụng đồng bộ hóa loại hình giao thông đường cao tốc, đường biển và đường hàng không kết nối Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế. Đặc biệt dự án cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy mô cấp 4E, đường cất hạ cánh dài 3,6 km, công suất 2,5 triệu lượt khách trên một năm, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Dự kiến 25 đến 31 tháng 12 sẽ khánh thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại. Sẽ có cảng nước sâu và đón tàu biển cỡ lớn. Liên danh nhà thầu Trung Quốc báo cáo về 3 dự án lớn tại khu kinh tế Vân Đồn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đó là dự án khu đô thị ven biển Bắc Cái Bầu, tuyến đường sắt cao tốc Vân Đồn Móng Cái và dự án cảng nước sâu Hòn Nét Con Ong. Ước tính mức đầu tư 3 dự án này không dưới 10 tỷ đô la. Đó là cơ sở hạ tầng cho những đại dự án lâu dài mà tất cả là vốn vay, chưa ai biết là nhà đầu tư nào. Nhất là những năm qua đã bỏ hơn 3 tỷ đô la để xây dựng những cơ sở hạ tầng, dù là đặc khu thông qua hay không chỉ là hình thức. Ngày đêm ở Vân Đồn vẫn đang xây dựng phục vụ cho đặc khu, thật sự nó không nằm trên bàn thương thảo, một cuộc đi đêm, như cách mà bà Kim Ngân nói là dọn ổ cho Phượng Hoàng. Thực chất là luật đặc khu không thông qua, nhưng ổ đã dọn sẵn. Người dân không muốn nhưng đảng đã quyết. Dù có muốn hay không, chắc chắn đã có sự thỏa thuận ngầm đến nỗi mà như hội nghị Thành Đô mà không một ai biết chính xác hội nghị ấy bàn cái gì. Và muốn hay không, đặc khu đã được Bộ Chính trị bấm nút thông qua với Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và tất nhiên số năm thuê đất không dưới 70 năm như cách cho Formosa thuê. Chúng ta chưa thể biết thỏa thuận ngầm cho thuê đất là bao nhiêu năm, bao nhiêu hecta. Quan trọng là chúng ta thấy luật đặc khu hình thành do chủ trương của Bộ Chính trị đề ra ấy có khả thi hay không, có tạo điều kiện phát triển kinh tế hay không, có giải quyết công ăn việc làm cho người địa phương hay không, thì chúng ta hãy so sánh đặc khu đã hình thành ở Campuchia ra sao. Hy vọng có thêm công ăn việc làm từ đầu tư Trung Quốc của cư dân Sihanoukville sớm lụi tàn, thành phố biển đang thay ra đổi thịt chóng mặt của Campuchia dần biến thành một tiểu Trung Quốc. Với sự đầu tư ồ ạt của Trung Quốc, các đặc khu kinh tế gọi tắt là SEZ mọc lên dày đặc tại Campuchia. Ở tỉnh Sihanoukville, với thủ phủ cũng tên hiện là khu vực có nhiều SEZ nhất tại khu vực Đông Nam Á này. Rắc rối lớn trong tổng số 7 đặc khu kinh tế ở đây, đặc khu Sihanoukville với diện tích hơn 11 km2 là lớn nhất và do Trung Quốc vận hành. 90% các công ty đang hoạt động trong đặc khu có tổng số vốn hơn 3 tỷ đô la này là của Trung Quốc. Các công ty nói trên nhận được hàng loạt chính sách miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu và ưu đãi thuế doanh nghiệp. Đặc khu được coi là biểu tượng mới của tình hữu nghị Trung Quốc-Campuchia, đang lên kế hoạch nâng tổng số công ty hoạt động ở đây lên con số 300 vào năm 2020. Giới chức trách địa phương kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo thêm khoảng 100.000 công ăn việc làm cho cư dân địa phương, trong khi chính phủ trông chờ có thêm nguồn thu từ thuế. Tuy nhiên, kỳ vọng này dường như quá xa vời khi nhiều quốc gia khác nhận đầu tư của Trung Quốc, không còn xa lạ gì với hiện tượng chủ các doanh nghiệp của quốc gia đông dân nhất thế giới đưa chính lao động của họ tới thay vì sử dụng nguồn nhân lực địa phương. Ngoài đặc khu kinh tế, Trung Quốc còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác ở Sihanoukville như các cảng biển, cao tốc, sòng bạc, v.v. Nói tóm lại, Trung Quốc lựa chọn những đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc là những địa thế về biển đẹp, muốn xây dựng những khu du lịch nhưng muốn đó phải là lãnh thổ của Trung Quốc. Giống như người Campuchia cho Trung Quốc thuê đặc khu Sihanoukville, người Campuchia chỉ được bán hàng rong và làm dịch vụ đấm bóp, không hề phát triển kinh tế cho cư dân địa phương. Đó là chưa nói về nguy cơ mất chủ quyền như Sri Lanka, thì Việt Nam cũng nằm trong vòng xoay này, không thể nào khác được. Không hề có lợi ích kinh tế cũng như không hề đảm bảo an ninh, không hiểu vì sao Bộ Chính trị lại muốn như thế. Các thông tin chi tiết về sự hình thành đặc khu.
Ngày 1 tháng 10 năm 2012, đúng ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành thông báo số 108, thông báo Trung ương về đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, cũng như thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là Vân Đồn và Móng Cái. Hành động này như một món quà thuần phục tặng cho Thiên Triều nhân ngày lễ lớn của họ. Đến ngày 23 tháng 3 năm 2017, Bộ Chính trị đã ra kết luận số 21, thông báo Trung ương vào ngày 23 tháng 3 về các đề án xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn trực thuộc Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Nó đơn giản là Bộ Chính trị đã quyết và chuyện thông qua ở Quốc hội chỉ là thời gian, có vấp phải sự phản đối của nhân dân cũng sẽ thông qua. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 họp kỳ thứ 6 với nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thông qua nghị quyết về tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính, khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Nói tóm lại là chính quyền Quảng Ninh quyết định triển khai xây dựng khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn khi Quốc hội chưa thông qua luật đặc khu, chỉ cần Bộ Chính trị quyết là làm, Quốc hội chỉ là trò diễn, họ không quan tâm. Đến tháng 5 năm 2018, Quốc hội Cộng sản Việt Nam mới đưa ra luật đặc khu biểu quyết. Sau đó, ngày 10 tháng 6 năm 2018, toàn quốc xảy ra cuộc biểu tình chống luật đặc khu. Trong tình thế biểu tình bùng nổ, Đảng Cộng sản đã tạm gác việc thông qua luật đặc khu, nhưng thực tế đặc khu Vân Đồn vẫn đang xúc tiến và gấp rút thi công. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2018, quả địa cầu địa lý do công ty Global Plus nhập về, quả địa cầu có in lãnh thổ Trung Quốc nốt trọn Quảng Ninh và một số tỉnh khác của Việt Nam. Quả địa cầu này được cho là xuất phát từ Trung Quốc. Vụ việc này đã làm người dân Việt sống tại Ukraine phẫn nộ và nhà cung cấp cho thị trường Ukraine xin lỗi người Việt và rút hết sản phẩm này. Sau đó họ nói rằng họ không biết nguồn gốc của sản phẩm này. Trên báo Tuổi Trẻ đăng lúc 14h31 phút ngày 14 tháng 4 năm 2019 có bài Kiên Giang kiến nghị sớm có chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc. Trong đó có đoạn viết như sau: Kiên Giang kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sớm cho chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc và có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Phú Quốc. Như vậy, chuyến thăm của ông Trọng tại Kiên Giang chủ yếu là thúc đẩy địa phương xây dựng đặc khu Phú Quốc, để ông Trọng họp Bộ Chính trị ra luật đặc khu luôn. Mục đích của chuyến đi này bị che khuất bởi cú ngã bệnh của ông Trọng làm lu mờ mất mục tiêu thúc đẩy triển khai xây dựng đặc khu Phú Quốc. Như vậy, sau Vân Đồn, Phú Quốc cũng đang tiếp tục gấp rút thi công. Đến ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2019, VTC News thông báo sân bay Vân Đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc. Như vậy là đặc khu Vân Đồn đã xong, đặc khu Phú Quốc đang được Nguyễn Phú Trọng đích thân đến Kiên Giang đôn đốc việc xúc tiến và chắc chắn sẽ xong như Vân Đồn thôi. Khi đó đất nước Việt Nam đã được Đảng Cộng sản dọn đường mời Trung Cộng vào chốt điểm đầu Vân Đồn và điểm cuối Phú Quốc thì xem như Bắc Nam được kiểm soát. Lúc đó điểm giữa Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa coi như cũng buông xuôi theo hai đầu Nam Bắc. Trong chuỗi sự kiện, chúng ta thấy sự ngạo mạn của Đảng Cộng sản phớt lờ sự phản đối của nhân dân và không phải vô cớ mà phía Trung Quốc cho ban hành quả địa cầu nốt trọn Quảng Ninh. Họ biết là trước sau gì họ cũng nuốt. Họ biết là sẽ lấy Quảng Ninh nên mới phát hành quả địa cầu này như là bước đi trước thông báo rằng nơi đấy là của tao. Như đã nói bài trước, chuyến thăm Mỹ của ông Trọng không có ý nghĩa chính trị nào cả, chỉ đơn thuần là kiếm đô la. Và bây giờ nổi lên một mục đích khác, đánh lừa người cả tin, hy vọng người Việt Nam sẽ xích lại gần Mỹ để làm họ quên đi đặc khu Vân Đồn đã xong. Nhân dân chúng ta thì sao? Một năm trước chúng ta thể hiện sức mạnh, còn hôm nay thì sao? Buông xuôi sao? Hãy đứng dậy biểu tình một lần nữa để khẳng định dân Việt không muốn đất nước bị mất về tay kẻ thù phương Bắc. Xin cộng đồng mạng hãy hỗ trợ tối đa trong việc phát lời kêu gọi biểu tình để bảo vệ đất nước. Thì xem như Bắc Nam được kiểm soát, lúc đó điểm giữa Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa coi như cũng buông xuôi theo hai đầu Nam Bắc. Trong chuỗi sự kiện, chúng ta thấy sự ngạo mạn của Đảng Cộng sản phớt lờ sự phản đối của nhân dân và không phải vô cớ mà phía Trung Quốc cho ban hành quả địa cầu nốt trọn Quảng Ninh. Họ biết là trước sau gì họ cũng nuốt. Họ biết là sẽ lấy Quảng Ninh nên mới phát hành quả địa cầu này như là bước đi trước thông báo rằng nơi đấy là của tao. Như đã nói bài trước, chuyến thăm Mỹ của ông Trọng không có ý nghĩa chính trị nào cả, chỉ đơn thuần là kiếm đô la. Và bây giờ nổi lên một mục đích khác, đánh lừa người cả tin, hy vọng người Việt Nam sẽ xích lại gần Mỹ để làm họ quên đi đặc khu Vân Đồn đã xong. Nhân dân chúng ta thì sao? Một năm trước chúng ta thể hiện sức mạnh, còn hôm nay thì sao? Buông xuôi sao? Hãy đứng dậy biểu tình một lần nữa để khẳng định dân Việt không muốn đất nước bị mất về tay kẻ thù phương Bắc. Xin cộng đồng mạng hãy hỗ trợ tối đa trong việc phát lời kêu gọi biểu tình để bảo vệ đất nước.